Chào mừng quý vị đã đến với bản tin FBC tối nay. Trước hết sẽ là phần đầu với những nội dung nổi bật sau đây. Gần một nửa số lao động tại các doanh nghiệp không có bảo hiểm y tế. Bộ Quốc phòng đề xuất xây 3.000 căn hộ tái định cư ngay khu đất vàng Ba Son ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng trước hết sẽ là thông tin. Kênh bán lẻ truyền thống vẫn chiếm 80% doanh thu hàng tiêu dùng nhanh. Thưa quý vị, hơn 80% doanh số bán hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam vẫn đến từ kênh thương mại truyền thống, bao gồm khoảng 1,3 triệu cửa hàng bán lẻ trên cả nước. Đây là số liệu từ báo cáo về nhu cầu của các nhà bán lẻ Việt Nam được tiến hành bởi Nielsen, công ty nghiên cứu và đo lường thị trường. Theo báo cáo này, doanh số quý 1 năm 2015 của ngành hàng tiêu dùng nhanh đã phục hồi sau đợt suy giảm năm 2014. Khối lượng bán hàng tăng trưởng 3,4% tại 6 thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Nha Trang và Đà Nẵng. Trong đó, thức uống là nhân tố chính điều khiển sự phục hồi tăng trưởng. Những thương hiệu được hầu hết các nhà bán lẻ yêu thích gồm có Hảo Hảo, Vinamilk và Coca-Cola. Với hơn một nửa số chủ cửa hàng cho biết họ sẽ tích trữ các sản phẩm nhiều hơn và giới thiệu các sản phẩm này cho người mua hàng. Con số lớn này cho thấy Việt Nam là một trong những thị trường phức tạp nhất cho các nhà sản xuất hàng tiêu dùng nhanh để xây dựng chiến lược phân phối và quản lý hậu cần. Cũng trong một nghiên cứu khác của Nielsen, chỉ có 70% các cửa hàng bán lẻ truyền thống thực hiện đúng các yêu cầu từ nhà sản xuất trong việc phân phối sản phẩm của họ đến tay người tiêu dùng. Trong khi tính tổng thể cả nước đã có 71% dân số có bảo hiểm y tế, thì xét riêng khu vực doanh nghiệp có đến gần một nửa số lao động không tham gia bảo hiểm y tế. Đây là thống kê mới nhất từ Bộ Y tế cho đến hết tháng 5 vừa qua. Tổng kết của Bộ Y tế đến hết tháng 5 năm nay cho thấy tổng số người tham gia bảo hiểm y tế của cả nước đã gần 65 triệu, tức tương đương hơn 71% dân số. Tuy nhiên, tại các doanh nghiệp, tình hình nợ đọng bảo hiểm y tế vẫn phổ biến và dai dẳng từ nhiều năm qua, với 49% số lao động ở khu vực này không có bảo hiểm y tế. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh nghiệp gặp khó khăn nên giải thể hoặc áp dụng cơ chế tuyển dụng lao động theo mùa vụ. Khi cần tăng tiến độ sản xuất thì nhận thêm lao động, đến mùa thấp điểm như lễ Tết thì cắt giảm. Những hộ gia đình cận nghèo hoặc sinh sống ở khu vực nông thôn, những nơi địa phương chưa hỗ trợ 30% phí bảo hiểm cũng là đối tượng có tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế rất thấp. Tuy vậy, mục tiêu của Quốc hội từ năm 2013 đến cuối năm nay là bảo hiểm y tế cần phủ sóng đến 75% dân số. Xin chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị. Trong 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá ngừ sang Nga đạt 1,65 triệu đô la Mỹ, tăng 218,4% so với cùng kỳ năm 2013. Đây được xem là tín hiệu vui với ngành thủy sản. Vì nếu như trước đây Nga chỉ là thị trường nhỏ đối với xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam, thì đến năm 2015, Nga đã trở thành thị trường nhập khẩu lớn thứ 9. Trong đó, cá ngừ đông lạnh nguyên liệu vẫn là mặt hàng chính xuất khẩu sang Nga với giá trị đạt khoảng 1,58 triệu đô la Mỹ, chiếm 95% tổng giá trị xuất khẩu sang thị trường này. Theo thống kê của Trung tâm Thương mại Thế giới, ITC, 3 tháng đầu năm nay, Việt Nam đứng thứ 3 về cung cấp cá ngừ cho Nga sau Thái Lan và Trung Quốc, và là nước có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất. Hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu vừa được ký kết vào cuối tháng 5 với cam kết thuế suất bằng 0%, hứa hẹn sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội cho ngành thủy sản của Việt Nam vào thị trường truyền thống và ngày càng tiềm năng này, trong đó có mặt hàng cá ngừ. Và chuyên mục mỗi ngày một con số, hôm nay chúng tôi muốn nói đến con số 3.000. Đây là số căn hộ tái định cư đề xuất được xây dựng tại dự án khu phức hợp Sài Gòn Ba Son nếu thành phố Hồ Chí Minh thống nhất điều chỉnh một số nội dung trong quy hoạch chi tiết khu đất này theo như đề nghị mới đây của Bộ Quốc phòng. Đây là các căn hộ bán cho người dân thuộc diện phải di dời tại các dự án chỉnh trang đô thị ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó dân số của khu trung tâm phức hợp Sài Gòn Ba Son có thể tăng từ 5.400 lên 12.000 dân, gấp 2 lần so với quy hoạch đã được duyệt. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng đề xuất cho tăng chiều cao các công trình xây dựng ở khu đất vàng này, điều chỉnh lại hướng của tuyến đường ven sông Sài Gòn, hướng của tuyến đường sắt trên cao, đoạn đi qua Ba Son trong quy hoạch đã được duyệt. Tiếp theo sau là những thông tin nổi bật sau đây. Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đang lập đề án phát triển quỹ bảo lãnh tín dụng thành tổ chức có thể cho vay.
khảo sát của Vietnam Work cho thấy quá nửa số nhân viên không thấy mức lương của mình xứng đáng.